Theo một khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với mức tiền lương trung bình một tháng khoảng 3,8 triệu đồng, người công nhân đang rất khó khăn trong cuộc sống. Nhiều người cho rằng họ không đủ sống với thu nhập hiện tại nên phải tăng tiện hết mức, chứ đừng nói tới việc tích lũy. Ghi nhận tại một xóm trọ công nhân khu công nghiệp Phú Bài, xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Ngột ngạt trong những khu nhà thấp nhỏ giữa không khí oi nồng nặng bức là cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào xóm trọ này. Phần lớn công nhân trọ ở đây đều ở ghép 2 người một phòng, thậm chí có gia đình 4 người chen chúc nhau trong một căn phòng rộng chưa đầy 5 mét vuông. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Trâm làm việc tại khu công nghiệp Phú Bài đã gần 10 năm nay, với mức thu nhập chưa đầy 4 triệu đồng một tháng. So với chi phí thuê nhà, điện nước, ăn uống, học hành, sinh hoạt cùng hai đứa con nhỏ 6 tuổi và 1 tuổi và hàng trăm khoản chi phí không tên khác, khiến tháng nào gia đình chị cũng thiếu trước hụt sau. Hai đứa con, một đứa là bắt đầu vô lớp 1, một đứa 1 năm tuổi thì là cũng hết nhiều. Một tháng tính chi phí của con bé nhỏ đây là mất 2 triệu một tháng rồi, là chưa kể tiền ăn nữa. Và đủ thì cũng không đủ, tại vì mình phải làm răng để cắt bóp lại cho đủ thôi. Chứ còn 4 người mà lương một tháng thì làm răng mà đủ. Hiện nay, cả khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có 97 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng, thu hút một lượng lớn lao động ở đây. Và mặc dù năm 2015, lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh lên trung bình 14,8%, nhưng vẫn chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động. Về cái đời sống của công nhân lao động tùy thuộc chính vào cái mức lương, nhưng hiện nay cái mức lương bình quân trong khu công nghiệp thì cũng không cao lắm. Trong cái đời sống của công nhân hiện nay, cái giá cả tăng như hiện nay thì mức lương tối thiểu trong vòng 3 triệu, 4 triệu thì chắc chắn là công nhân khó có thể là sống được theo mức sống tối thiểu của mình. Theo một khảo sát mới đây của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có đến 20% công nhân cho rằng thu nhập không đủ sống, hơn 30% phải chi tiêu tăng tiền và rất tiết kiệm, hơn 40% vừa đủ trang trải cho cuộc sống, 8% cho là có dư và tích lũy. Còn đánh giá về mức độ hài lòng với việc làm và thu nhập hiện tại thì có tới hơn 1/3 người lao động là không hài lòng, hơn 50% là tạm hài lòng. Vâng, được tăng lương có lẽ là điều mà tất cả những người lao động đều mong muốn. Tuy nhiên, tăng lương như thế nào mà các khoản phụ cấp khác không bị giảm đi và đúng với mục đích ý nghĩa ban đầu của nó, đó chính là điều mà người lao động đang rất mong muốn.